giải nhất ngày hôm nay nhá. Xin chào mọi người, mình tên là Trần Thế Ngọc, năm nay mình 10 tuổi. Mình học trường Tây Sơn. Hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn bài hát Tết Trung Thu rước đèn đi chơi. Tết Trung Thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp cùng lòng vui sương vui để chơi. Em biết là bây giờ chỉ học từng dinh dinh đắc, từng dinh dinh, từng dinh dinh đắc, từng dinh dinh. Em rước đèn đi đến không chơi, sao vui đẹp để thiên nga vui để luôn vương. Em rước đèn cùng đó chỉ học người Bắc thôi đúng không? Đi qua nhà Nam đường đi về nhà Nam Tân Yên cảng xa cảng Bắc cảng Biên đi em về em đi đường chị Hằng cảm thấy rất là vui vì hôm nay em đến đây để nhận cho các bạn nghe. Bây giờ chị Hằng đố em mời bạn nào đến đây tiếp. Anh ở đâu anh biết? Em chỉ định nếu mà các bạn trong phòng thì ta chỉ định nhá. Môi cái bố hả rồi. Mẹ trên là mẹ. Bạn hôm nay là ca. Lý do tại sao em thích cả con trai và con gái lên đây thể hiện về bạn trốn. Trốn à? Bạn ấy có phải là bạn của em không? Không à? Thế em có biết bạn ấy có cái đặc điểm gì không? Ông bà có thể trêu. Vâng ạ. Ồ thế à? Suốt ngày bạn áo cam trêu con gái. Theo như nguyện vọng của bạn, của em xin em gái xin cho đây thì chị xin mời em lên đây để biểu diễn một tiết mục nào. Em xấu hổ à? Mạnh dạn lên. Vâng, phải là cao của chúng ta hai ba không phải cao.